Món ăn biết nói. Ngày xưa, có một vị vua nổi tiếng thông minh, học rộng biết nhiều, được thần dân vô cùng yêu mến. Nhà vua có một thói quen rất kỳ lạ, đó là cứ vào mỗi bữa ăn tối, một người hầu cận sẽ bưng vào cho vua một món ăn duy nhất. Món ăn mà thậm chí người hầu này cũng không biết là món gì. Cho đến một ngày. Không biết trong cái khay thức ăn này có gì đây nhỉ? Chắc hẳn là sơn hào hải vị có một không hai trên đời rồi. Mình chỉ nhìn một lát cho thỏa tính tò mò thôi. Nghĩ vậy, người hầu đã cắt thử một miếng thịt rắn, bỏ lên miệng nếm thử xem sao. Nhưng thật kỳ lạ, khi anh vừa cho thức ăn vào miệng, thì tai anh nghe thấy tiếng chim hót líu lo, rõ ràng hơn bao giờ hết. Này anh bạn, anh có biết gì không? Hả? Thật là kỳ lạ, mình lại còn được nghe cả tiếng chim thế này. Này, cái nhẫn quý của hoàng hậu bị mất, có mà tìm loạn lên cũng chả thể thấy đâu nhỉ? Tại con vịt xám trong lúc đói đã nuốt nhầm cả chiếc nhẫn vào bụng nó rồi chứ sao? Hóa ra chỉ ăn một miếng thịt con rắn trắng mà có thể giúp mình hiểu được tiếng nói loài vật ư? Vậy là anh lính ngay lập tức ra ngoài hồ bắt con vịt xám và lấy được chiếc nhẫn quý. Anh đem nó trả lại cho hoàng hậu. Tốt lắm. Nhà ngươi muốn ta ban thưởng cho nhà ngươi cái gì? Tiền bạc hay chức tước gì ta cũng có thể cho nhà ngươi được. Dạ thưa nhà vua, thần chỉ xin nhà vua ban cho thần một con ngựa để đi du du đó đây, trải nghiệm cuộc sống và ngắm cảnh non nước diễm lệ thôi ạ. Thôi được, ta sẽ chiều theo mong muốn của nhà ngươi. Vậy là một mình anh một ngựa, anh dong duỗi đi qua nhiều nơi. Đến đâu, anh cũng dừng lại ngắm nhìn phong cảnh và ghi chép những điều anh thấy vào một cuốn sổ nhỏ xíu anh để trong túi. Lần ấy, anh đi qua một cái hồ nhỏ. Thôi, thế là đời chúng ta đi đâu rồi? Tại sao lại vô tình để mắc vào chiếc lưới này cơ chứ? Tội nghiệp, ta sẽ giải thoát cho chúng mày nha. Hãy trở về với bể rộng sông dài của chúng mày. Cảm ơn ân nhân, nhất định sẽ có ngày chúng tôi báo đáp ơn này. Người lính lại tiếp tục cuộc ngao du của mình. Anh xuống ngựa khi nghe thấy tiếng khóc não nề. Lát nữa khi chiếc xe ngựa đi qua thì làm sao mà đại gia đình chúng ta chạy kịp cơ chứ? Kiểu gì chẳng có anh em ta phải bỏ mạng nơi đây. Xin đa tạ công ơn cứu mạng của ân nhân, nhất định chúng tôi sẽ có ngày báo đáp. Dạ, hôm nay ta cũng đã đi được một đoạn đường dài rồi, giờ hẳn ngồi xuống nghỉ ngơi chút đã. Có mày. Đừng sợ, đã có tôi. Một thời gian sau, anh lính đã đi đến một kinh thành diễm lệ, có trăm hoa đua nở. Kinh thành nằm ngay sát một bờ biển nước xanh ngắt, có bờ cát vàng óng ả. Kinh thành này đang diễn ra một sự kiện rất hệ trọng. Nhà vua muốn kén rể cho công chúa. Bất cứ ai muốn trở thành con rể của nhà vua thì phải trải qua một nhiệm vụ khó khăn, mà nếu người đó không thực hiện được thì sẽ phải bỏ mạng. Chàng lính đi đến vườn Thượng Uyển. Trước mắt chàng là nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy công chúa, chàng đã ngay lập tức phải lòng nàng. Thưa đức vua, tôi sẵn sàng trải qua mọi thử thách để có thể cưới được công chúa ạ. Được, nhưng ta nhắc lại, nếu không vượt qua được thử thách thì chẳng những nhà ngươi không cưới được công chúa, mà đến mạng của mình nhà ngươi cũng không giữ được đâu. Dạ vâng, thưa đức vua. Được, vậy người đâu, mau đưa chàng trai này lên thuyền rồi dẫn ra khơi cho ta. Đức vua hạ lệnh cho anh phải lấy được chiếc nhẫn quý người mới bị làm rơi khi đi chu du qua biển này. Nếu trong ngày hôm nay anh không tìm thấy thì lập tức anh bị ném xuống. Hả? Nước biển mênh mông thế này thì làm sao mà ta có thể tìm thấy được chiếc nhẫn đây? Có lẽ nào ta lại phải bỏ mạng nơi này chứ?
Ân nhân, xin đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp. Là chiếc nhẫn quý của nhà vua đây sao? Cảm ơn cá nha. Khá lắm chàng trai, nhưng chớ vội mừng. Ngươi hãy ra phía sau vườn đi, có một thử thách khác đang đợi nhà ngươi. Trong đêm nay, trước khi mặt trời ló rạng, nhà ngươi phải nhặt xong tất cả những hạt kê trong khu vườn này, rồi để gọn thành những đống bằng nhau. Nếu ngươi để sót lại một hạt nào thì cũng sẽ bị chém đầu ngay. Trời ơi, hạt kê vừa nhiều vừa nhỏ thế này thì ta nhặt bao giờ mới hết đây? Quá mệt mỏi sau một ngày nhiều biến cố, chàng lính dần dần chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Và khi giật mình, chàng tỉnh dậy. Hả? Là các bạn kiến đã tới đây giúp đỡ ta ư? Cảm ơn các bạn nha. Rất tốt, chàng trai gan dạ và tài ba. Nhưng ta còn có một yêu cầu nữa. Đó là ngươi hãy mang về cho công chúa quả táo vàng từ cây sự sống. Công chúa từ nhỏ đã lãnh cảm, ít nói, ít cười. Ta nghe nói, nếu như ai được ăn quả táo vàng ấy, thì trái tim của họ sẽ tràn ngập tình yêu. Ta đã đi biết bao nhiêu nơi, hỏi biết bao nhiêu người rồi, nhưng không một ai biết về cây sự sống hết. Chúng tôi là ba chú chim con mà ân nhân đã cứu đó. Chúng tôi nay đã lớn, thấy ân nhân đi tìm quả táo vàng nên ngày đêm không nghỉ bay đến tận cùng thế giới là nơi có cây sự sống để hái quả táo này. Hả? Cảm ơn chim, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Chàng lính đã mang được quả táo vàng từ cây sự sống về cho công chúa. Công chúa sau khi ăn trái táo thần kỳ, trái tim nàng ngập tràn tình yêu đối với người lính trẻ. Họ cưới nhau ngay sau đó và sống hạnh phúc cho đến mãi những năm tháng về sau. Bí mật trong cuốn sổ ghi chép. Cảm ơn em, lần sau lại ghé shop chị nha. Dạ. Sao hôm nay chị Lành đi chợ về muộn thế nhỉ? Dạ, tôi đi chợ về rồi ạ. Sao chị đi chợ về muộn thế? Sắp trưa đến nơi rồi, còn phải đi đón bọn trẻ nữa chứ. Dạ, tại chợ hôm nay đông quá nên... thôi, để tôi vào tranh thủ nấu cơm rồi đi đón bọn trẻ ạ. Chị nấu nhanh lên nhé. Chị Lành. Dạ. Dạ, tôi nấu ngay đây ạ. Chị làm sao mà giật mình thế? Tôi chỉ định bảo chị nấu ít cơm thôi, vì bố bọn trẻ hôm nay đi vắng. Tôi biết rồi ạ. Anh này, anh có thấy dạo này chị Lành có biểu hiện rất lạ không? Lạ gì? Anh thấy chị ấy làm mọi việc vẫn rất tốt ấy chứ. Anh chưa thấy giúp việc nào chăm chỉ mà lại nấu ăn ngon như chị ấy đâu. Dạo này chị ấy hay đi chợ về muộn, rồi khi em hỏi thì cứ lắp ba lắp bắp. Em nghĩ chắc chắn chị ta đang làm chuyện gì mờ ám rồi đó. Em đã nghi quá rồi đấy. Chị Lành là chỗ người quen của anh Hùng bạn anh, làm gì có chuyện mờ ám chứ. Đúng là nói chuyện với anh chán chết đi được à. Lúc nào cũng bên người ngoài hết. Tôi đi chợ nha. Vâng, chị đi đi. Cho tôi 8 lạng thịt ba chỉ đi chị. Có ngay. Mình dặn mua 1 ký thịt cơ mà, sao lại mua có 8 lạng thôi vậy? Lấy mấy cân đấy chị? 2 à. Thôi, lấy cân 7 thôi. Sao lấy lẻ thế? Không lấy 2 ký luôn cho tròn. Thôi, chị cứ cân đúng như vậy cho tôi đi. Thì ra là ăn bớt tiền chợ. Chị giỏi lắm. Sao cô cậu lại ngồi đây ạ? Dạo này chị đi chợ có ghi chép gì không? Mau đưa sổ cho tôi xem nào. Tôi vẫn ghi chép đấy ạ. Đây nè, sáng nay mua những gì tôi ghi hết vào đây rồi. 1 ký thịt ba chỉ hết 80.000, 2 ký cam hết 90.000. Thế thịt đâu, cam đâu rồi? Đây ạ. Đây là 1 cân thịt của chị đấy à.
Tôi sai rồi. Xin cô hãy tha lỗi cho tôi ạ. Tôi Anh thấy chưa? Anh tin tưởng chị ta lắm vào. Bấy lâu nay chị ta vẫn dùng cách này để bớt xén tiền chợ đấy. Chị Lành, sao chị có thể như vậy chứ? Tôi xin cô cậu hãy tha lỗi cho tôi. Tôi làm vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Nếu như cô cậu đuổi tôi sẽ không biết sống thế nào nữa ạ. Tôi... Thôi chị im đi, đừng ngụy biện nữa. Nhà tôi không thể chứa chấp một người như chị. Không biết chị đã bớt xén được bao nhiêu rồi. Chị mau thu dọn hành lý rồi ra khỏi nhà tôi ngay. Cậu ơi, cậu, tôi xin cậu mà. Tôi thật sự vì bất đắc dĩ mới làm vậy thôi à. Tôi xin cậu tha thứ cho tôi đi. Anh Dũng, anh bảo chị ta đi đi. Alo. Cho tôi gặp cô Lành với ạ. Cô Lành không có ở đây. Ai đấy? Vậy cô nhắn với cô Lành giúp tôi là ở quê đã nhận được tiền sáng nay của ấy gửi về rồi. Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Mẹ của ấy đang trong phòng hồi sức cấp cứu nha. Mẹ tôi bị một khối u ở cổ, nhưng gia đình không có tiền để làm phẫu thuật. Gần đây bệnh tiến triển nặng, không phẫu thuật không được. Tôi không có cách nào khác nên mới nghĩ đến chuyện bớt xén tiền của cô cậu để gửi về lo cho mẹ tôi. Tổng số tiền cũng chỉ có gần 2 triệu thôi à. Tôi... Thì ra mẹ chị ấy bị bệnh nên chị ấy mới bất đắc dĩ làm như thế. Suy cho cùng thì chị ấy cũng đáng thương hơn đáng trách. Hay là mình bỏ qua cho chị ấy đi. Không được, không thể tha thứ được. Mỗi lần chị ta ăn cắp tuy không nhiều nhưng phải làm rất nhiều lần thì mới có thể tích tiểu thành đại như vậy. Chị ta gửi về quê hương mấy triệu cơ mà. Đây là ăn cắp vặt, là thói quen và đã ăn sâu vào máu rồi. Không thể lấy lý do chữa bệnh cho mẹ ra để biện minh cho mình được. Đói cho sạch, rách cho thơm. Không phải cứ lấy hoàn cảnh khó khăn ra để bao biện cho hành động tội lỗi của mình. Chị mau thu dọn hành lý ra khỏi đây, nhanh lên. Nhưng tối rồi, trời lại mưa to. Hay để chị ấy ngủ lại đây đêm nay, rồi sáng mai đi sớm. Không được, ở lại đây một đêm thì không biết còn mất thêm cái gì nữa. Đêm ai mà quản lý được chị ta. Chị đi ngay cho tôi. Chị ta đi rồi, chăn chiếu chắc cũng phải thanh lý một loạt để đón người mới chứ. Cái gì đây? Nợ cô Yến, ngày 1 tháng 8, nợ 35.000, ngày 2 tháng 8, nợ 42.000, ngày 3 tháng 8, nợ 47.000. Đây là sổ ghi chép của chị Lành, anh xem đi. Trong sổ ghi chép rất cẩn thận số tiền từng ngày chị ấy bớt xén và nói là nợ em. Có lẽ chờ sau này ổn thỏa sẽ trả lại đúng số tiền đó. Nếu như có ý định ăn cắp thật thì chẳng lý nào chị lại ghi chép tỉ mỉ từng ngày một như thế. Giờ em lại nghĩ khác rồi à? Có lẽ em đã hơi quá đáng với chị ấy rồi. Trong hoàn cảnh túng quẫn như thế mà chị ấy vẫn có ý định trả lại tiền thì chắc bản chất của chị ấy không phải là người xấu đâu anh ha. Đúng vậy, chúng ta không thể lấy hoàn cảnh khó khăn để bao biện cho việc làm sai trái của mình. Nhưng suy cho cùng, chị ấy cũng biết mình sai và trong thực tâm muốn sửa chữa sai lầm đó rồi. Mà hôm qua mưa to lại tối trời như thế, không biết chị ấy có kịp về nhà hay trú ở đâu không nữa. Chắc lát nữa em phải đi tìm chị ấy rồi đón chị ấy về mới được. Em nên bỏ qua cho chị ấy lỗi lầm lần này, phải không anh? Em nghĩ được như vậy là tốt rồi. Chàng rể tương lai. Ngày xưa ngày xưa, nhà nọ có hai cha con cùng nhau sinh sống. Cô con gái rất xinh đẹp, đã đến tuổi cập kê nên người cha rất nóng lòng tìm cho con một tấm chồng. Một ngày nọ, có một vị công tử đến nhà xin làm rể. Nôm chàng hình như là người giàu có nên ông bằng lòng gả con gái cho anh. Sóc nhỏ ơi, cha ta đã đồng ý gả ta đi lấy chồng. Ta sắp phải rời xa nơi này rồi. Nhưng ta thật sự không có chút cảm tình gì với người đàn ông đó. Người bảo ta phải làm sao bây giờ? Rosie!
Ta là chồng sắp cưới của nàng mà, sao nàng lại sợ hãi ta đến thế? Ta không biết. Kìa, ta biết nàng còn e ngại, nhưng chỉ vài tháng nữa thôi, nàng đã thành vợ của ta rồi. Nàng có muốn ghé thăm trước căn nhà của ta không? Nhưng ta không biết nhà chàng ở đâu. Hơn nữa, chắc cha của ta cũng không đồng ý đâu. Nàng yên tâm, ta đã xin phép cha của nàng rồi. Cha rất sẵn lòng, còn nhà ta ở sâu trong rừng kia. Ngày mai nàng hãy tới nhà ta chơi nha. Bố mẹ ta rất nóng lòng được gặp nàng. Nhưng em không biết đường đi, làm sao em có thể đến nhà của chàng được? Nàng đừng có lo, lát nữa ra về ta sẽ trải cho bếp suốt dọc đường để đánh dấu cho nàng. Nàng cứ yên tâm mà đi nha. Vì không thể từ chối được nên ngày hôm sau Rosie đã sắp xếp để đến nhà Joseph. Nhưng trong lòng cảm thấy không yên tâm nên cô đã mang theo hai túi đầy sỏi trắng để rắc xuống hai bên đường. Có ai ở nhà không? Hay là mình đến sớm quá chăng? Mọi người đi đâu hết rồi? Hãy quay lại, hãy quay lại, cô dâu trẻ. Con đang ở trong căn nhà có lũ quỷ. Trời ơi, một con chim biết nói. Căn nhà này thật là kỳ quái. Ôi, mình đang ở đâu thế này? Cô gái. Bà là ai ạ? Ta là người canh chừng hầm rủ của căn nhà này. Bà ơi, đây là nhà của chồng chưa cưới của cháu đúng không ạ? Bà có biết anh ấy đi đâu không? Cả bố mẹ anh ấy nữa. Họ hẹn cháu tới đây dùng tiệc mà chẳng thấy ai hết. Trời ơi, con gái, con có biết con đang ở đâu không? Con đang ở trong hang ổ của bọn quỷ chuyên ăn thịt người đó. Con bị bọn chúng lừa rồi. Làm gì có bố mẹ nào chứ? Sao cơ? Bọn quỷ ư? Bà nói sao ạ? Chắc chắn là hắn đã đến hỏi cưới con làm vợ và lừa con đến đây để ăn thịt. Chúng dặn ta đun nồi nước này để làm thịt con đó. Biết bao cô gái đã bị hắn lừa rồi. Nhưng con đã gặp may vì đến trước chúng một bước. Ta sẽ cứu con. Ta sẽ không cho chúng biết rằng con đã đến đây trước khi chúng về đâu. Bà nói thật chứ bà? Thôi chết, hình như bọn chúng về rồi. Con hãy trốn vào trong thùng này, không được nhúc nhích. Đợi bọn chúng ngủ say, ta sẽ thả con ra. Nhanh, nhanh lên nào. Bà già, bà có thấy vợ chưa cưới của ta đến đây không? Cả ngày nay tôi chưa thấy cô gái nào đến hết à. Đã dặn thế rồi mà. Không sao, tối nay chúng ta nhắm con mồi này cũng được. Bà hãy lấy cho tôi 3 ly rượu, một trắng, một đỏ, một vàng. Chúng ta sẽ uống rượu trong lúc chờ vợ chưa cưới của ta đến. Con mồi béo bở nữa lại chuẩn bị sập lưới rồi. Con gái ơi, bọn chúng đã ngủ say hết rồi. Ra ngoài đi. Con đi đi, ta chỉ đưa con đến đây được thôi. Con nhớ đường về nhà chứ? Trước khi đến đây, con sợ gió thổi bay tro nên con đã trải sỏi trắng đánh dấu đường về rồi. Bà không đi cùng với con sao? Ta mà bỏ đi, mọi chuyện sẽ bại lộ. Bọn chúng sẽ giết chết người nhà của ta, nên ta không thể đi được. Con hãy chạy trước đi. Ơn cứu mạng của bà con sẽ không bao giờ quên. Nhất định con sẽ quay lại cứu bà ra khỏi đây. Rosie theo dấu những viên sỏi trắng, chạy một mạch suốt đêm mới về được đến nhà. Cha cô cũng đợi cô cả đêm không ngủ. Hai cha con gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Cô đem chuyện mình vừa chứng kiến kể hết lại cho cha. Sau hôm đó, Joseph ngày nào cũng tìm đến và dụ cô đến nhà. Nhưng cô vờ như không biết chuyện gì, chỉ một mực từ chối và chờ đến ngày cưới. Hôm nay là ngày vui của Rosie và Joseph, nên tôi mới mời bà con đến dự tiệc. Cuối cùng thì ta cũng chờ được đến ngày này rồi. Nào, cô dâu của ta, chúng ta đi thôi. Cha nàng đã đồng ý rồi. Xem chàng kìa, có vẻ nóng vội quá. Buổi tiệc vẫn chưa kết thúc mà. Chúng ta còn chưa uống ly rượu mừng.
uống xong chén rượu này, thiếp sẽ đi cùng với chàng. Ta chờ nàng lâu lắm rồi. Rosie, nàng cho ta uống cái gì thế này? Sao ta thấy nóng rát cổ họng vậy? Quả nhiên hắn đã hiện nguyên hình rồi. Chén rượu có bùa trừ tà đó thật linh nghiệm. Thì ra các người đã biết từ trước và âm mưu dụ ta đến đây để hãm hại. Nếu ngươi không có ý định bắt con gái ta để ăn thịt thì ta cũng đâu thể biết ngươi là quỷ đội lốt người mà nhờ cả dân làng để đối phó với ngươi đâu chứ. Muốn tiêu diệt ta không dễ vậy đâu. Sao không biến hình được thế này? Hắn đã uống phải rượu trừ tà nên tạm thời sẽ bị mất phép thuật. Tranh thủ thời cơ, chúng ta hãy ra tay thôi. Ta là vợ mới của chàng Joseph đây, mọi người ra đón ta với. Joseph thật có lòng, mang con mồi về trước để chúng ta thưởng thức. Đừng có chạy, ngươi không thoát được khỏi tay chúng ta đâu. Chuyện gì thế này? Nếu các người chống cự thì tấm lưới làm bằng dây gai tầm ma này sẽ càng siết chặt hơn đấy. Bà ơi, giỏi lắm cháu gái, cháu đã cùng dân làng tiêu diệt được lũ quỷ rồi. Cuối cùng lũ quỷ cũng bị tiêu diệt hết. Từ đó dân làng được sống trong vui vẻ, êm đềm mà không còn phải lo sợ có bất cứ cô gái trẻ nào bị chúng lừa nữa. Còn về phần Rosie, sau này nàng đã tìm được ý trung nhân xứng đáng và sống hạnh phúc mãi cho đến những năm tháng về sau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!